Tiếp tục là và hello mọi người, mình lại tiếp tục làm con game này tiếp theo. Trong cái phần này mình nghĩ là mình nên làm cái phần Valentine đi, tại vì Valentine mình chưa biết cái gì cho nên mình sẽ cùng chơi. Ở đây có hỏi nhiều lắm. Ồ, lên trên Valentine, u trời, nhìn mấy đám mây là biết là nó đang trốn ở mấy đám mây rồi. Sao càng đi càng xa vậy? Mình thấy càng đi càng xa mà xa lắm luôn á. Xa lắm mọi người ạ. Ok. Ý, con thuyền. Để mình tìm coi là có cái gì đó bí mật ở cái khu này không. 4 cắn, 5 cắn, 4 cái bông. Thiếu bánh xe này. Thiếu bánh xe. Con voi không kéo xe được. 2, 4, 6, 8. 1, 2. Có khi nào vậy không? Không, nếu mà nói chính xác thì mình nghĩ rằng là cái cầu này cũng không chính xác đâu. Để tí mình thử coi chính xác không rồi mình thử tiếp. Ở đây là thiếu một cái cây gạt nữa này. À, đây còn một góc nào nữa nữa. Thần tình yêu thì không thể nào bắn được cái này. Ôi khổ nhỉ. Ô. Trắng 7 giờ. Trung bình 2 giờ. 7 2 7 2 5. Rồi, ok. Bây giờ là có mái chèo này. Có mái chèo. Bên này không thể nào cần mái chèo được. Tại vì mái chèo là phải có nước. Ấy chết, mình quên ông này cần gì. Bong bóng à. Ok. Nên được mũi tên này. Mũi tên này là chắc chắn là cho thần tình yêu rồi. Vậy là mình lại tiếp tục lên với thần tình yêu thôi. Cái tulip vòng tròn này, mình thấy nó hơi quen quen. Thật nó quen lắm luôn á. Đúng rồi, đó chính là bánh xe cho con heo. Cái bánh xe. Cái đàn guitar. Cái này là phải, dưới trái phải. Phải dưới trái phải là gì? Ở bên trên mà. Cái này không phải. Tình yêu này là không phải. Ông này cần bong bóng. Ủa vậy là cái đàn dành cho cái gì ta? Cái này là tính về bông hoa. Mà bông hoa thì mình thử tính đây coi. 2 1 2 1 2 3 2. Ủa, tính ra đâu có một đâu. Có là chỉ có cách là 23 23 thôi. ba
hai ba hai ba hai ba hai không phải, vậy thì có là hai ba, vậy thì ba hai cũng không phải. Hai ba, hai ba ba hai, hai ba ba hai, hai ba hai cũng không phải luôn. À, cái lỗ thủng. Phải dứa trái phải, cái này thì đúng rồi, nhưng mà vấn đề cái đèn này nằm ở đâu? Mình không hiểu luôn á, cái đèn này nằm ở đâu luôn á? À đây hả, đây đúng không? Thật là khó hiểu luôn nhỉ. À rồi 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 rồi. Ba. Đây 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 đây. Hóa ra cũng có thể là mấy cái này này. Nhưng mà nó ở tầng trên. Ba. 2 3 3 2 3 cũng không phải. Mình cứ tưởng là mấy cái cục này chứ. Không phải thôi vậy. Sau khi mà mình để ý một điều á, là chạy đi chạy lại một hồi mình phát hiện ra một điều rằng chỉ có cái này thôi. Là các bạn đếm này, các bạn đếm của con mắt của mấy con dơi này, 3 4 2 4 6 3 4 6 5 khổ, 3 4 6 5 đó, nó làm cái con mắt á. À, thật là khó chịu con game luôn. Thằng là cánh gì? Cái đèn hả? Giải này hả? Ở đây là 164. À. Ba nhân 4. Ở đây là 12 nhân 14. 428. Là hai số nhân với nhau đúng không? 3 nhân 4. Ủa nhưng mà 3 nhân 4 sao được? Ủa sao nhân được ta? 10 là 140, 140 cộng với lại 28 là 168. Và có nghĩa là hai số nhân với nhau. Công thức là hai số với nhau, mà công thức là hai số nhân với nhau thì bây giờ là 12. 12 thì 6 nhân 2. À, đây là 6. 6 nhân với 2 thôi. Còn đây là 7. 3 không nhân được. Là vậy nhân bao nhiêu bằng 7 ta? À, cái này là 7 luôn. Này là 1 nhân 7 bằng 7 bằng 2. Hai số nhân nhau, 1 nhân 7 bằng 7, 1 nhân 2 bằng 2, 3 nhân 2 bằng 6.
Đúng rồi. Đó là hợp lý. Cái đó là về toán học thôi. Cũng không hẳn là khó lắm nhưng mà thông minh động não chút xíu là được. Đủ, đúng là Valentine có khác. Về quả bóng này thì ông này cũng xong luôn rồi. À, có âm nhạc hả? Âm nhạc thì thằng này. Đúng rồi. Đây là cái cây này này. Cây này thì các bạn cần nhớ là cái điểm này. Phải dưới trái phải. Đây. Đó, ra được 4 con nữa. Vâng thì cũng kết thúc clip ở đây nha. Mọi người coi nhớ đăng ký kênh, like, share cho mình, ủng hộ mình cho mọi người nha. Để mình có động lực tiếp tục làm những video clip tiếp theo. Thôi, bye bye mọi người. Mình xin kết thúc clip ở đây đây. Bye bye.